Có nên tự vệ bằng một cái cây cờ lê giống như thế này hay không? Câu trả lời là được. Nhưng mà đừng. Đúng là pháp luật Việt Nam không hề cấm cái này. Tuy nhiên có vài điểm mình cần lưu ý với các bạn. Đầu tiên là về phần pháp luật khi nào chúng ta được sử dụng cái này. Đó là trong trường hợp trong cốp chúng ta bỏ một cái cờ lê. Thì trong cốp xe có cờ lê là hoàn toàn bình thường. Không ai cấm chúng ta đem cờ lê trong cốp xe hết đó. Tại lý do là gì? Tôi đem theo cái này để tôi sửa xe khi mà cái xe tôi nó bị hư mà. Ok, tình tiết hợp lý. Với lại về phần tương quan lực lượng mà nó có đông hơn mấy bạn á, thì mấy bạn có thể sử dụng tới cái cây này. Hoặc là tụi nó cầm theo những cái hung khí mà có khả năng sát thương cao hơn cái cây cờ lê của mấy bạn. Ví dụ như là dao giáo mát phóng lợn gì đó. Tuy nhiên lỡ như có một đứa nó gọi điện các bạn, ê tao muốn bem mày đó. Rồi sau đó các bạn giấu cờ lê bên trong rồi ra gặp nó mà hó hé là rút ra bàn thẳng trong cái mặt của nó. Lúc này là hết hợp pháp rồi. Tại vì theo pháp luật Việt Nam cái này nó không có bị cấm. Tuy nhiên nếu như các bạn thủ theo đồ là các bạn sai. Ví dụ là các bạn bị nguyên một đám nó lùa các bạn, nó đạp các bạn vô bên trong cái đống gạch, các bạn cầm cục gạch các bạn chọi lại, tại vì ngay gần đó có những cái cục gạch có thể cứu rỗi sinh mạng mấy bạn, thì ok, cái đó được cho là hợp lý. Còn cái chuyện các bạn gói sẵn một cái viên gạch các bạn thủ trong người để ra bem người ta thì đó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Dù rằng viên gạch không hề bị cấm trong pháp luật, có thủ đồ theo trong hoàn cảnh không phù hợp là không có hợp pháp rồi. Chưa kể nếu như các bạn cầm cái này mà các bạn gõ mạnh tay của nhà đối thủ mà đi luôn á, tội ngộ sát trong pháp luật bao nhiêu năm, nhìn đi. Các bạn thủ đồ thì các bạn phải thủ đồ sao cho nó khôn ngoan, thủ sao mà cho cái tình tiết nó hợp lý. Kiểu là lúc đầu tôi cầm theo cây này là để tôi sửa xe thôi, nhưng mà mấy cái đám kia trời đất ơi, nó chơi hội đồng nè, rồi nó cầm theo vũ khí đủ kiểu, nó tính giết tôi. Thì cây này lúc đầu tôi đem theo tính sửa xe thôi, nhưng mà khi lâm nguy chính nó là cái thứ cứu rỗi lại được sinh mạng của tôi. Thì ok lúc này là hợp pháp, miễn là sát thương các bạn không gây ra quá cao. Nhưng mà nếu các bạn gọi trong những cái vùng vai, vai, tay được các kiểu á, thì coi như là tạm chấp nhận. Tuy nhiên pháp luật xong rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ qua phần vật lý nè. Hầu hết những loại cờ lê trên thị trường mọi người có thể thấy được rằng nó làm full kim loại, và khi tay trần các bạn cầm vô trong cái thân kim loại, các bạn gõ chúng đối thủ thì không sao. Tuy nhiên lỡ như nó né được rồi sao, rồi sau lưng của nó là cây cục điện nữa, các bạn quơ một cái trúng cây cục điện, cái lực nó vô trong cây cục điện nhưng mà nó không phá được cái cây cục điện, thì cái lực nó sẽ truyền ngược lại vô đâu, vô tay mấy bạn. Nè, ai không tin thử gõ đi. Tay tê liền. Thấy không? Đau tay thấy mẹ ra. Rồi xong phần vật lý, chúng ta sẽ qua bên võ thuật nè. Nếu muốn tự vệ hợp pháp và phù hợp với lại tình tiết thì các bạn phải bỏ cái này vô đâu? Hồi nãy mình nói, bỏ vô bên trong cốp xe. Nhưng mà nếu chạm trán ở ngoài đời, có cái thằng nào mà thấy đối thủ chuẩn bị lao tới mình bắt đầu, ê xí xí tao mở cốp xe ra cái, tụi nó có đứng yên đợi mấy bạn mở cốp xe không? Có cái con cặc, con cặc con. Còn nếu các bạn cầm cờ lê các bạn ném á, thì các bạn sẽ không canh được sát thương đâu, chưa kể là chọi hụt nữa đó. Nhưng mà nếu các bạn muốn hiểu biết thêm thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta có thể phi cái này bách phát bách trúng. Kỹ năng chúng ta sẽ xài đó chính là no spin. Chúng ta sẽ đặt một cái ngón tay giống như thế này lên, nhìn kỹ thao tác tay nha. Cây cờ lê bình thường cầm vô ba ngón này ngay đây, và ngón này để trên đây, ngón cái giữ ngay đây. Sau đó khi mà chúng ta giơ lên và phi, cái ngón này của chúng ta sẽ lướt cái cây cờ lê, nó sẽ dẫn tới cây cờ lê cũng nó sẽ bay một cách thẳng đứng và cắm vô trong vật thể. Để tăng cái phần tỷ lệ phóng chính xác hơn thì mình khuyến khích mọi người tưởng tượng cái vật thể mọi người sẽ phóng vô là TikTok nha. Nhớ chân trước chân sau, ở đây mình để chân trái trước chân phải sau, giơ lên phóng ra, đồng thời chân phía sau chúng ta đá quét lên cái thì nó sẽ ghim trong vật thể. Tao không cần đến những giải thưởng, tại sao thì để tao nói nghe nè. Không cần đến cùng mình khen vì tao muốn thấy một thế hệ trẻ dành đèn lừa là tốt xích như internet, thầy giáo của mày là ai, là mafia, là gian của mày, hay là mấy thằng lừa đảo đã cắt với tiền rồi chịu vơ vét, nhưng mà không đòi nó cuộc sống mày. Tao lo lắng của tao, tao chỉ muốn nói một điều cho mày hiểu, mình sống được có một chạy kéo ra ngoài đường, chúng mình thấy bạn tao muốn mới xỉu. Hiểu chưa bắn phát tầm xa nhiều rồi, còn bây giờ thấy sập lá cà đâu thì nói chuyện của mình tao quá mà khi được pháp quá đà, làm gì mà mày không còn đủ sức đi mà thèm thì lâu bên mình tao nói nhạc tàu hồn áp quá. Back to rap go a rap, mày mong chứ mày phải uống rộng gắt như cặp. Hoặc là các bạn sẽ chơi half spin, đó chính là xoay nửa vòng. Cầm cái cây này quăng lên giống vậy, chụp lại cái đầu này, rồi sau đó chúng ta sẽ phi ra giống như thế này. Khi mà phi ra, nhớ là cái cổ tay các bạn phải gồng cứng lên thì nó sẽ bay nửa vòng và cắm trong vật thể. Đây. Đó, cái này mình ném sơ sơ rồi nha. Còn bây giờ ném thiệt nè. Đây. Half spin. Đó. Dính vô trong vật thể. Ngập rất là sâu nha. Quần áo xốp xốp vừa còn bám da, người nằm trên cỏ bên một đám hoa. Ánh nắng thấm vào là muốn nám da, ly cà phê đá tâm sự lời nói buông vào rồi tắm ra. Phong chiếc xe máy, tiếng ô chợ kia tụi tao vẫn nghe thấy. Mới lên hai bài nhạc mà tao đã nghe bấy, miệng ngậm như thuốc lá bật diêm cho que cháy. Vẫn là căn phòng mà tụi tao đã thuê trọ, vẫn là những tô mì gói khi mà không có việc làm. Vẫn là sinh viên thằng quê này, nếu quê nào vô Sài Gòn để đổi mới rồi. Cho nên là cái này nó hợp pháp, nhưng mà những người không có nghề, những người không biết canh lực thì mình khuyên là không nên xài. Anyway, nếu thấy video hay thì mọi người đừng quên mua ủng hộ mình dây chuyền ở dưới phần mô tả nha.